Xe sedan, dùng động cơ tăng áp, giá gần 400 triệu. BYD Chin Pro là mẫu xe sedan sở hữu thiết kế trẻ trung. Nhiều tùy chọn về động cơ, nhưng giá bán khá dễ chịu. Bảng giá xe, BYD Chin Pro 2019 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dragon Pace. Ngoại hình của xe khá sang trọng, nhưng không kém phần trẻ trung, hiện đại. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đa chấu dạng thanh ngang với viền mạ chrome, cụm đèn pha vuốt sang hai bên. Thân xe gây ấn tượng nhớ những đường gân dập nổi. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu, được nối với nhau bởi giải chrome. Chin Pro sở hữu kích thước lần lượt là 4765 x 1837 x 1500 mm, chiều dài cơ sở 2718 mm, dung tích bình xăng 50 lít, sức chứa khoang hành lý 500 lít. Bộ la răng hợp kim đường kính 16 hoặc 17 inch tùy từng phiên bản. Nội thất của Chin Pro 2019 không có nhiều thay đổi so với đời trước, cải tiến đáng giá nhất là việc nó, được trang bị vô lăng lớn hơn, bọc da, và tích hợp các nút bấm, màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 12,1 inch với khả năng xoay 90 độ. Về khả năng vận hành, BYD Chin Pro có cả phiên bản động cơ xăng, xăng điện, và động cơ điện, phiên bản động cơ hybrid gồm động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít. Và động cơ điện cho tổng công suất 154 mã lực, mô men xoắn cực đại 240 Nm. Tùy chọn động cơ xăng gồm loại 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít cho công suất 109 mã, lực không rõ mô men xoắn, và 154 mã lực mô men xoắn cực đại 240 Nm, phiên bản động cơ điện cho công suất 163 mã lực mô men xoắn 280 Nm. Tại Trung Quốc, BYD Chin Pro 2019 có giá từ 74.900 đến 115.900 nhân dân tệ tương đương 244,94 đến 379,02 triệu đồng. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.